Con đường
thương, giải thoát không bến bờ, nguyện cầu an nhiên, tâm linh luôn rực sáng, theo bất sư minh tuệ hướng về miền tinh điên. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ ánh sáng dẫn đường, gia đình đứng dòng suốt ba ngày liền, mong được thấy người nhưng không theo lời nguyện nguyện. A Di Đà Phật, lòng thành kính dâng lên, sứ minh tuệ nguyện cầu bình yên, như con tim khắp nơi hướng về ánh sáng, tâm đạo an nhiên theo người mãi mãi. Trong tâm hồn thánh khiết, Phật pháp là ánh sáng, khất thực là con đường giải thoát không bến bờ. Nguyện cầu an nhiên, tâm linh luôn rực sáng, theo bước sư minh tuệ hướng về miền tinh yên. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ. Theo ngàn nắng ban mai, sư minh tuệ ra đi, khất thực giữa đời thương, lòng thanh tịnh không phiền lo. Chiều con tim hướng về từ California xa xôi, quê mình gặp người nguyện lực lắm nghe lời thuyết pháp. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ ánh sáng dẫn đường, gia đình đứng dòng suốt ba ngày liền, mong được thấy người nhưng không theo lời nguyện nguyện. Phật tử từ Thụy Điển, Úc và Ba Lan xa xôi, quyết tâm mong về cốc tu đành lễ chân thành, những bước chân an nhiên vượt ngàn sóng không ngại chi, tâm đạo bền vững lòng kính trọng không nguôi. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ ánh sáng dẫn đường, gia đình đứng dòng suốt ba ngày liền, mong được thấy không theo lời nguyện nguyện. Phật tử từ Thụy Điển, Úc và Ba Lan xa xôi, quyết tâm lòng về cốc tu đặng lễ chân thành, những bước chân an nhiên vượt ngàn dặm không ngại chi, tâm đạo bền vững lòng kính trọng không nguôi. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ ánh sáng dẫn đường, hồn thánh khiết, Phật pháp là ánh sáng, khất thực là con đường giải thoát không bến bờ. Nguyện cầu an nhiên, tâm linh luôn rực sáng, theo bất sư minh tuệ hướng về miền tinh điên. A Di Đà Phật, nguyện cầu bình yên, sư minh tuệ ánh sáng dẫn đường, gia đình đứng dòng thấy người nhưng không theo lời nguyện nguyện. A Di Đà Phật, lòng thành kính dâng lên, sứ minh tuệ nguyện cầu bình yên, như con tim khắp nơi hướng về ánh sáng, tâm đạo an nhiên theo người mãi mãi. Thank you.
trong tâm hồn thánh khiết. Phật pháp là ánh sáng, khất thực là con đường giải thoát không bến bờ. Nguyện cầu an nhiên, tâm linh luôn rực sáng, theo bước sư minh tuệ hướng về miền tinh yên. A Di Đà Phật. Phật pháp là ánh sáng.